Chào mọi người, trong vlog ngắn này mình chia sẻ về một kinh nghiệm làm thế nào để diệt trừ cái tính đố kỵ so sánh khi mà thấy người khác hơn mình. Đầu tiên thì mình sẽ định nghĩa thế nào là đố kỵ. Đố kỵ có nghĩa là khi mà mình nghe cái thông tin ở bên ngoài rằng người khác, người ta thành công hơn, thành đạt hơn, người ta có nhiều cái điều kiện tốt hơn mình. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng mà cái kết quả lại không được như người ta, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy tủi thân và cảm thấy khó chịu, không có ưa gì cái người hơn mình. Đó là gọi là cái tính từ đố kỵ. Đây là một cái tâm trạng rất là tiêu cực, và làm sao để mà diệt trừ nó thì phải là áp dụng cái phương pháp thì mới trừ được, chứ tư tưởng không thì là không có diệt được cái tính này đâu. Rồi, đây là cái kinh nghiệm thực tế của mình. Hồi xưa thì không có ai chỉ mình, nhưng mà vô tình đó là mình lại chú được vào những cái chỗ này. Nên khi bây giờ chiêm nghiệm lại thì mình mới hiểu. Thứ nhất là chú vào công việc, luôn luôn nâng cao kỹ năng. Có nghĩa là mình phải quán sát lại là mình làm việc là để kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền để làm gì? Không thể nào mà giữ khư khư một đống tiền mặt trực bên người được. Kiếm tiền để mà mình phục vụ cho những cái mục tiêu khác, thì mình phải biết rằng là cái số tiền cụ thể là mình cần bao nhiêu. Ví dụ như mình cần mua nhà 2 tỷ, cần mua xe 1 tỷ, hay là cần làm cái gì đó, ra một con số cụ thể. Rồi thì mình sẽ làm cái công việc như thế nào để mình đạt được cái số tiền đó, và những cái kỹ năng gì để mình giúp mình đạt được cái số tiền đó, thì mọi việc của mình đều tập trung vào kỹ năng hết. Tất cả là đều là kỹ năng, mọi thứ, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm đều phải nâng cao hết. Là khi mà mình thấy người khác người ta hơn mình thì là mình phải nghĩ hướng về mình, hướng về làm sao để mình nâng cao cái kỹ năng của mình để mà mình kiếm tiền cho mình. Chứ không thể nào mà đem cái hoàn cảnh, cái điều kiện của mình đi so đo với người khác, thì cái điều đó là nó hết sức là khập khiễng. Đó, thì mọi việc là mình phải luôn nghĩ cho mình trước tiên là mình cần kiếm tiền. Thì để kiếm tiền thì mình phải nâng cao kỹ năng, mình phải chú vào cái kỹ năng, có nghĩa là lúc nào mình cũng phải nghĩ về làm sao để nâng cao kỹ năng hết. Mọi việc là đều là, tất cả là đều là trau dồi kỹ năng. Rồi cái chỗ chú thứ hai nữa là chú vào đam mê. Đam mê có nghĩa là nó không có phục vụ cho cái gì kiếm tiền, mà nó phục vụ cho cái sở thích. Nghĩa là mình thích cái gì thì mình chú vào cái đó, thì mình sẽ không bị những cái yếu tố ở bên ngoài tác động vào mình đó. Và thật sự mình cũng không có cái tính đố kỵ nó bị diệt trừ, mà nó thay thế bằng cái sự đam mê. Mình đam mê vào có người thì trồng cây cảnh, có người thì họ thích những cái thể thao, hay là những cái môn nhảy múa, ca hát, đờn, hay là bất kỳ cái đam mê nào, thì mình chú vào cái đam mê của mình thì mình sẽ không còn bận tâm gì tới chuyện ở thế gian nữa. Rồi thứ ba nữa là chú vào cái hành động của chính mình. Đây là một cái kỹ năng khó, phải luyện tập thì mới được. Tại vì ở cái thứ nhất thì mình chú, tại vì cái mục tiêu của mình là tiền. Còn cái thứ hai là mình chú đam mê, mình chú về sở thích, có nghĩa là mình thích cái gì thì mình mới tập trung làm cái đó trong cái tâm trạng thoải mái. Còn cái số 3 này là mình chú vào cái chuyện mình không thích luôn. Chẳng hạn như giờ mình đang ngồi viết chữ đi, viết chữ thì có gì đâu mà thích đúng không? Hoặc là mình đang đi bộ đi, mình chú ý vào cái cảm nhận, cái sự thanh thản trong cái bước đi của mình. Đối với người ngoài thì chưa có luyện tập thì không thể nào mà cảm thấy nó thoải mái dễ chịu hết. Giống như mình ăn cơm đi, từng hộp cơm là mình đều cảm nhận được cái vị ngon hết, không cần phải cao lương cái gì. Nhưng mà mọi cái hành động, việc làm đơn giản mình đều cảm nhận được cái sự thanh thản ở trong cái hành động đó. Thì là chú vào cái hành động này thì là lúc nào là suốt ngày luôn là mình đều được cảm thấy là thoải mái dễ chịu. Và đương nhiên ở trong cái tâm trạng mà thoải mái này thì chuyện bên ngoài như thế nào đó mình cũng không còn bận tâm nữa. Mình hôm trước mình vô tình gặp được một cái video clip
video clip là thấy có một sư thầy đang bình luận về một cái sư thầy khác, là nói rằng là người khác, ông sư khác đó là ổng theo cái cấp bậc, cái hiểu biết, cái hiểu biết của ổng là chỉ ở mới cái cấp bậc này thôi. Mình nghe vậy là mình cảm thấy là không có, đã khoác lên mình chiếc áo nâu sòng đáng kính rồi thì mà còn đố kỵ hay là còn so sánh như vậy là không ổn rồi. Được. Do đó mình mặc dù là những con người bình thường thôi, nhưng mà mình hiểu được, mình kiểm soát được cái tâm trạng của mình là còn hơn cả đi tu nữa. Đấy. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái vlog ngắn này. Thông qua cái vlog này, mọi người có thể bắt đầu luyện tập để mà diệt trừ cái tính đố kỵ và so sánh một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, thoải mái hơn nhé. Cảm ơn mọi người, nhớ like và subscribe để cập nhật các vlog tiếp theo.